Chào mọi người, chúng ta được gặp nhau Chân Mệnh Đế Tiên, tập 258. Thượng hồng chính khí điện không ngừng rung chuyển, tiếng hô tạo thành làn sóng thủy triều, tụ lại như tạo thành sấm sét. Lại nhìn về phía Linh Chân Thượng Nhân, nghe tiếng mắng chửi như dời non lấp bể, ông ta loạng choạng lùi lại phía sau, ngón tay run rẩy, phẫn nộ chỉ vào những người đó. Các người, ma! Ông ta là ma! Linh Chân Thượng Nhân còn chưa nói xong, lại có người chỉ vào ông ta tức giận hét lên. Giọng nói vừa vang vừa mạnh mẽ, lòng đầy căm phẫn, chính nghĩa lẫm nhiên. Ma! Ông ta là ma! Ngay sau đó câu nói này cũng khuấy lên ngàn cơn sóng khác. Khi có một đệ tử của chính khí điện chạy sang phía đối diện, hơn phân nửa người của chính khí điện cũng gia nhập vào đội hình phía đối diện. Ma! Ông ta là ma! Trong tiếng hô vang vọng khắp trời, ba bóng người lục tục tránh xa Linh Chân Thượng Nhân. Đó chính là ba đồ đệ của ông ta: Hoàng Húc, Liêu Dương và Dương Vân. Các người thấy ba đồ đệ của mình chạy sang phía đối diện, mắt Linh Chân Thượng Nhân lồi ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tờ máu giăng đầy trong mắt, người run rẩy kịch liệt. Ma, ông ta là ma, chúng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, chỉ chờ tới ngày hôm nay thay trời hành đạo. Ba người phía Hoàng Húc hét ầm lên, tiếng hét rất vang, mạnh mẽ và mà có khí phách, vẻ mặt căm hận sục sôi, chính nghĩa. Bọn hắn đều không phải kẻ ngốc, để được sống tiếp, còn ai quan tâm đến tình cảm sư đồ nữa chứ. Linh Chân Thượng Nhân nôn ra máu, lại một lần nữa lảo đảo lùi về phía sau, người ông ta loạng choạng đứng không vững. Chúng bạn xa lánh, bị cô lập hoàn toàn, ngay cả đồ nhi của mình cũng vậy, ông ta thực sự không chịu nổi. Tình cảnh này với ông ta mà nói thực sự cực kỳ châm chọc, trớ trêu. Chỉ vài phút trước, ông ta vẫn còn là hiện thân của chính nghĩa, được mọi người ủng hộ và yêu mến, vẫn là điện chủ cao ngạo của chính khí điện. Mà vài phút sau, ông ta không còn đại diện cho chính nghĩa nữa, mà là ma đạo. Ông ta không còn được mọi người ủng hộ nữa, mà trở thành tội nhân, bị người mắng chửi. Sự khác biệt chỉ trong mấy phút này khiến ông ta không thể tiếp nhận nổi. Mẹ kiếp, chiêu này đúng là hèn hạ. Nhìn thấy Linh Chân Thượng Nhân nôn ra máu, Long Ngũ tặc lưỡi thở dài. Ngươi thì biết cái gì, đây gọi là mưu kế đó. Long Nhất xoa xoa cái đầu trọc lóc bóng loáng của mình. Châm ngòi ly gián, chiêu này quả là cao tay. Bên kia, Thiên Tông Lão Tổ nhẹ nhàng vuốt râu cảm khái. Điều ta muốn biết bây giờ là Diệp Đào sẽ xử lý kẻ làm ra vẻ đạo mạo như thế này như thế nào. Trung gian ung dung lên tiếng. Linh Chân, trong mắt mọi người dường như ông mới là ma đó. Khi mấy người còn đang nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên. Diệp Đế Hào khoanh tay trước ngực hứng thú nhìn Linh Chân Thượng Nhân bị người xa lánh. Diệp Đế Hào! Linh Chân rít gào lên, nhưng còn chưa nói xong lại phun ra một ngụm máu khác. Thế giới này thật kỳ diệu, Linh Chân Thượng Nhân tự nhận mình là chính phái, hóa ra mới là ma chân chính, thật đáng buồn. Diệp Đế Hào thở dài tặc lưỡi. Ta là điện chủ của chính khí điện, ta không phải là ma. Đầu tóc Linh Chân rối bù, ông ta gào thét như một con chó điên. Ông nói ông không phải là ma, ai tin chứ? Diệp Đế Hào thản nhiên nhún vai. Ngay cả ba đồ đệ của ông cũng nói ông là ma. Xem ra ông đã làm không ít chuyện không có tình người. Ta giết ngươi! Linh Chân Thượng Nhân tức giận lao tới, khuôn mặt dữ tợn như một ác ma. Nhưng ông ta còn chưa ra tay, các cảnh giới chuẩn thiên của Viêm Hoàng đã đồng loạt ra tay trước, tung ra toàn chiêu thần thông cái thế, ngưng tụ thành thần mang vô song. Ông ta vừa vọt lên hư thiên, giây tiếp theo đã bị đánh ngã xuống đất. Bùm! Ngay lập tức phía dưới vang lên một tiếng động lớn, Linh Chân rơi xuống khiến mặt đất lún sâu tại thành một cái hố lớn. Dưới con mắt của bao người, ông ta máu me đầm đìa, lão đã đứng dậy, khuôn mặt dữ tợn đã hơi vặn vẹo, tựa như ác ma bò ra từ địa ngục, ai nhìn thấy cũng sởn gai ốc. Bùm! Lại có động tĩnh vang lên, uy thế kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Linh Chân Thượng Nhân vừa bò dậy đã lại bị đè xuống quỳ dưới đất ngay tức thì. Lúc này Diệp Đế Hào mới từ tốn từ hư không bước xuống, bàn chân vững vàng chậm rãi đến trước mặt Linh Chân Thượng Nhân, anh mới dừng lại. Nhìn ông ta đang quỳ dưới chân mình với vẻ mặt đầy thích thú, không biết ông có thấy cảnh tượng này quen thuộc hay không. A! Linh Chân Thượng Nhân ngửa mặt lên trời gầm thét. Tuy thực lực của ông ta thông thiên,
nhưng vẫn không thể lay chuyển được sức mạnh của đại quân bốn phương. Người cao ngạo như ông ta đã bao giờ quỳ dưới đất thế này đâu. Hơn nữa còn quỳ trước kẻ thù của mình. Một năm trước, ta cũng quỳ trước mặt ông, chịu sự mắng nhiếc của bao nhiêu người như thế này, giống như một con kiến hèn mặt đến mức không thể hèn mặt hơn. Diệp Đại Hào chẳng thèm để ý tới Linh Chân Thượng Nhân, anh vẫn thản nhiên nói tiếp, lúc đó ông rất lợi hại, vậy nên đương nhiên ta sẽ bị coi là ma. Bây giờ để ta nói cho ông biết thế nào là chính, thế nào là ma. Nói đến đây, Diệp Đại Hào ngồi xổm xuống vẫn nhìn Linh Chân Thượng Nhân với vẻ mặt bỡn cợt. Bởi vì ta lợi hại hơn ông nên ông là ma. Công lý nằm ở lòng người, ta không thẹn với lòng. Hai mắt Linh Chân Thượng Nhân đầy tơ máu, ông ta gào thét ầm ĩ, muốn đứng dậy nhưng lại bị áp chế. Hay cho câu công lý, hay cho câu không thẹn với lòng. Diệp Đại Hào bật cười, tựa như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Linh Chân, đến lúc này rồi mà ông vẫn lừa dối mình, lừa dối người sao? Đừng nói hay như vậy chứ, cũng đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Đại diện cho chính nghĩa, ông không xứng. Ông dựa vào cái gì chứ? Ông có tư cách đó không? Đừng có đùa nữa. Diệp Đại Hào vỗ vai Linh Chân, sau đó đứng lên. Giết ta đi, giết ta đi. Linh Chân Thượng Nhân thét gào cuồng loạn như thể đã phát điên. Không không không, ta sẽ không giết ông. Diệp Đại Hào phế tu vi của Linh Chân, vung tay để chú ấn bay vào cơ thể ông ta. Sống, sống là sự trừng phạt ta dành cho ông. Nhân gian là địa ngục ta tặng cho ông, tận hưởng đi. Nói xong, Diệp Đại Hào đá Linh Chân Thượng Nhân văng đi. Dưới sự chú ý của mọi người, Linh Chân văng ra khỏi chính khí điện, tựa như một thứ vô dụng bỏ đi. Trong mắt người ngoài, Diệp Đại Hào chỉ phế tu vi của Linh Chân là anh nhân tử, nhưng nghĩ là đây cũng giống như một quyết định tàn nhẫn hơn. Mấy năm nay, Linh Chân Thượng Nhân luôn tự cho mình là chính phái, luôn cao ngạo ở trên cao. Ông ta đã giết bao nhiêu người vô tội, gây thù chuốc oán với bao nhiêu nhà. Bây giờ tu vi của ông ta đã bị phế, những kẻ thù kia sao có thể bỏ qua cho ông ta được chứ? Đáp án rất rõ ràng, không có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn giết chết tên ra vẻ đạo mạo này. Sau khi phế đi Linh Chân, Diệp Đại Hào xoay người hứng thú nhìn những người tới mừng thọ Linh Chân Thượng Nhân ở xung quanh. Vừa thấy thế, những người đó chợt rùng mình, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng không có giọt máu này, tim đập thình thịch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sợ Diệp Đại Hào sẽ giết mình. Để lại bảo bối có giá trị, tự phế tu vi của mình thì các ngươi có thể sống sót đi ra ngoài. Diệp Đại Hào cười khẽ, các ngươi chỉ có 30 giây để suy nghĩ, đừng tự rước lấy khổ. Chúng ta đã đứng về phía ngươi rồi, vì sao vẫn bắt chúng ta phải phế bỏ tu vi? Những người đó sợ hãi nhìn Diệp Đại Hào, nhưng trong lòng sự sợ hãi còn mang theo cả sự tức giận. Không có vì sao cả. Diệp Đại Hào thoải mái xoay cổ, nếu chúng ta tự phế tu vi, ngươi vẫn không bỏ qua cho chúng ta thì sao? Các ngươi có tư cách mặc cả sao? Diệp Đại Hào cười lạnh lùng, muốn sống thì làm theo đi. Ngươi còn 20 giây, phế, chúng ta phế. Ngay lập tức có người giơ lòng bàn tay lên, chịu đựng đau đớn phế bỏ đan hải của mình, sau đó bỏ hết những thứ có giá trị trên người, rồi loạn choạng chạy ra ngoài. Đã có người tự phế tu vi, tiếp đó là một phản ứng dây chuyền đã được hình thành. Chẳng mấy chốc, tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên. Mọi người tự tay đối xử tàn nhẫn với chính mình, bọn họ cũng không còn cách nào khác, vì họ không có thời gian để suy nghĩ. Họ biết tính Diệp Đại Hào, nếu đến thời gian mà vẫn chưa phế tu vi thì cái chờ đón bọn họ sẽ là cái chết. Đây là cảnh tượng thế nào chứ? Một loạt người tự phế tu vi tập thể, không đó còn có không ít cao thủ cảnh giới không minh đỉnh phong và cao thủ cảnh giới chuẩn thiên. Như Diệp Đại Hào đã nói, với tình hình hiện tại, đối mặt với đại quân từ tứ phía, bọn họ không có tư cách mặc cả. Muốn sống sót thì chỉ có thể làm theo lời anh, nếu không thì sẽ chết rất thảm. Bên trong chính khí điện liên tục vang lên những âm thanh thảm thiết thế này. Cảnh tượng hiện giờ khiến người ta không khỏi rùng mình. Trong biển người, cho dù là tu sĩ ở cảnh giới linh hư, không minh hay chuẩn thiên thì đều phải nghiến răng phế đi tu vi của mình, sau đó chuồn khỏi đây như một con chó hoang. Cảnh tượng này khiến người ta phải thở dài. Những kẻ đó lảo đảo, người nào người nấy loạn choạng va vào nhau, trong ánh mắt còn mang theo sự sợ hãi và hối hận. Bọn họ sợ Diệp Đại Hào sẽ ra tay giết mình,
Bọn họ hối hận vì đã ủng hộ sai người, không nên đục tối một sát tân nhân diệt hảo dẫn tới kết cục bi thảm như hôm nay. Đã dám làm thì phải dám chịu. Không biết từ bao giờ trong đầu tất cả mọi người vang vọng câu nói này. Đúng vậy, có nợ thì phải trả. Trong số những người này có quá nhiều người đã tham gia vào việc giết hại Diệp Đại Học một năm trước. Đây chính là báo ứng. Bọn họ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Không ai có thể thoát được. Ta hối hận rồi. Rất nhiều người sau khi tự phế đi tu vi của mình đã tự nâng đỡ lấy nhau. Người nào người nấy nước mắt giàn giụa, giống như họ là dân tị nạn lưu lạc vậy. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn là tiên nhân cao cao tại thượng nữa. Trong từng cặp mắt là nỗi sợ hãi, hoang mang. Đi về phía trước nhưng lại chẳng biết đi về đâu. Chỉ sợ sẽ gặp phải kẻ thù tới đời mặt. Đây chính là báo ứng, là báo ứng đấy. Có làm thì phải có trả thôi. Nhìn cảnh tượng loạn lạc này, Diệp Đại Hào tĩnh lặng đứng đó, mái tóc màu máu tung bay. Anh vô ưu vô lo, chứ đừng nói là đến chút thương cảm nào dành cho bọn họ. Thế nào? Hay là giết chết đây? Long Nhất truyền âm tới, nói rồi không quên liếc nhìn những người đang lảo đảo bước đi. Hiện giờ bọn họ không có tu vi nữa, chỉ cần một đại chiêu là có thể dọn dẹp sạch sẽ tất cả. Không cần đâu. Diệp Đào xua tay, không còn tu vi nữa thì kết cục của bọn họ không cần nghĩ cũng biết. Nói rồi Diệp Đào đi dậy, đứng dậy đi về phía cách đó không xa. Phía đó còn có một số người đang ngồi, người nào người nấy tu vi lạnh lẽo, mạnh mẽ. Nhanh mạnh nhất cũng là tu vi tầng cảnh giới thứ 9 không minh. Còn Hằng Nhạc chân nhân và Thanh Vân của Thanh Vân Tông, Cơ Thích Băng thì Thiên chân nhân của Thị Huyết Điện đều bao gồm trong đó. Hằng Nhạc chân nhân đương nhiên không cần phải bàn, cũng giống như Vân Thanh, thì Thiên chân nhân và Cơ Thích Băng. Trước đó ông ta thầm cảm thấy may mắn vì không tham gia vào ân oán giữa Diệp Đại Học và Linh Chân Thượng Nhân. Đây cũng chính là lý do mà bọn họ có thể thông thả ngồi đây. Lúc này thấy Diệp Đại Hào đi tới, ngoài Hằng Nhạc chân nhân thì những người khác đều bất giác cau mày. Việc của Nam Sở ta không tham gia, ân án của ngươi và Linh Chân không liên quan gì đến ta, xin nể mặt Thị Huyết Điện. Trường Thiên chân nhân lên tiếng nhưng lại không dám di chuyển, vì ông ta biết không phải chỉ có một người ở cảnh giới chuẩn thiên đang nhìn mình. Một khi có bất cứ hành động nào khác thường, ông ta sẽ lập tức bị tiêu diệt. Vậy không được. Diệp Đại Hào mỉm cười lắc đầu. Tính toán ân oán với Linh Chân đương nhiên không thể thiếu Thị Huyết Điện của ông. Người có thù với người là Thương Minh và Hoắc Tôn, không liên quan gì đến ta cả. Thì Thiên chân nhân lên tiếng, không thể vì bọn họ mà ghi cá thù cho ta. Cũng chẳng còn cách nào khác, con người ta chính là một kẻ như vậy. Từ trước đến nay ta làm việc luôn theo logic này. Diệp Đại Hào nhún vai đáp lời, cho nên phiền tiền bối đi cùng chúng ta một chuyến. Người thì Thiên chân nhân đột nhiên đứng bật dậy, bắt lấy. Diệp Đại Hào lạnh giọng lên tiếng, ngay sau đó liền có hàng trăm binh khí dày đặc bay từ trên trời xuống, uy lực mạnh mẽ. Thì Thiên chân nhân vừa đứng dậy liền bị khống chế, hiện giờ ông ta muốn cử động cũng không thể cử động được. Diệp Đại Hào, ngươi, ông ngoan ngoãn đợi đi. Diệp Đại Hào quay người bước tới trước mặt Vân Thanh. Về con người này thì từ trước đến giờ anh vẫn luôn muốn giết. Ông ta có thiên nhãn, có thể nhìn thấu bí mật, nhất định không thể để ông ta quay trở về Thanh Vân Tông. Nếu không thì cục diện của Thanh Vân có khả năng sẽ mất kiểm soát. Lại nhìn sang Vân Thanh, sắc mặt ông ta đã tối sầm cả lại. Đến cả thì Thiên chân nhân cũng bị khống chế, ông ta cũng không khá khẩm hơn là bao. Nghe nói ông có thiên nhãn, mở thiên nhãn cho ta xem. Diệp Đại Hào khoanh tay trước ngực, anh nhìn Vân Thanh bằng ánh mắt đầy hứng thú. Muốn giết thì giết, hà tất nhiều lời. Vân Thanh hắn giọng, được lắm. Diệp Đại Hào xuất ra sát kiếm, một kiếm chém rơi đầu Vân Thanh. Diệp Đại Hào ra tay dứt khoát nhanh gọn, không hề đợi thương lực, khiến tất cả mọi người đang ngồi đều không kịp phản ứng lại. Anh nói giết là giết, có cần phải dứt khoát như vậy không chứ? Ở hiện trường, người ấm bức nhất chính là Vân Thanh. Mặc dù đầu ông ta đã lìa khỏi cổ, nhưng đôi mắt lại trố ra. Bên trong đó còn mang cái nhìn uất ức, cả đời phấn đấu mãi mới mặc được như vậy, cuối cùng lại vì cách thể hiện mà mất mạng. Là ông bảo ta giết ông, ta chỉ có thể miễn cưỡng làm theo mà thôi. Diệp Đại Hào xua tay, vẻ mặt bất lực. Nói rồi anh phất tay lấy đầu Vân Thanh, sau đó đoạt đi căn nguyên thiên nhãn của ông ta. Căn nguyên thiên nhãn chính là một con mắt hư ảo, xung quanh có lưu quang chói lọi, phát ra ánh sáng huyền diệu. Trên đồng tử còn có hỏa diệm ấn ký,
giống như trên đồng tử tiêu ninh nhãn của anh cũng có ấn ký tiên luân vậy. Mặc dù anh dùng lục đạo tiên luân nhãn có thể nhìn thấu một số manh mối, nhưng khả năng cụ thể của đôi thiên nhãn này anh lại không thể nhìn ra. Muốn biết được khả năng thực sự của nó thì cần phải dung hòa vào mắt mới biết được. Anh không lãng phí thêm thời gian với đôi mắt này, cứ thế ấn ký nó vào trong một bình ngọc. Thiên nhãn có thể gặp mà không thể cầu, đây chính là một món bảo bối. Mặc dù không thể so với lục đạo tiên luân nhãn, nhưng dù gì cũng là thiên nhãn, nói không chừng con mắt này còn có khả năng bá đạo khác. Thì thiên chân nhân bị khống chế, Vân Thanh bị tiêu diệt, Hàng Nhạc chân nhân bị cơ và Cơ Tích Băng khó tránh khỏi rồi. Phía bên này, một số người đang ngồi nguyên vị trí ban đầu không dám nhúc nhích, bọn họ truyền âm cho nhau. Vừa truyền âm, bọn họ không quên liếc nhìn Hàng Nhạc chân nhân và Cơ Tích Băng ở phía đó cách không xa. Một người là lão tổ của Hàng Nhạc, một người là thánh nữ của Chứng Nhân Tông, kiêm điện chủ phân điện thứ 9, đều là những kẻ thù có thù với Diệp Thế Hào. Theo như những người này thấy thì với tính cách của Diệp Thế Hào, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cho hai người này. Các vị tiền bối, mọi người ăn no chưa? Diệp Thế Hào thu lại thiên nhãn của Vân Thanh, anh nhìn những người đang ung dung ngồi đó. Anh no rồi. Tất cả các lão bối lần lượt cười trừ, bọn họ cười còn khó coi hơn cả khóc. Bên trong đó không thiếu tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên, nhưng lúc này ai ai cũng nghiêm chỉnh ôn hòa, không dám động đậy. Bọn họ chắc chắn rằng nếu có bất cứ hành động thừa thãi nào thì sẽ bị những kẻ mặt khác tuyệt sát. Chúng ta chỉ đến đây để góp vui thôi, người cũng không thể tính cả chúng ta vào được. Một lão già gầy như khỉ ho hắng lên tiếng. Vả lại, ta và Hạo Thiên Thế Gia còn có giao tình, ta còn từng chỉ điểm cho phụ thân của người nữa. Diệp Đế Hào nhướng mắt thầm nghĩ lão già này rất thông minh, biết nắm bắt thời cơ. Ta nói thật, nếu người không tin thì có thể đi hỏi Hạo Thiên Huyền Chấn. Lão già kia vội nói, ông ta tên là Hoàng Đạo Công, quả thực từng có giao tình qua lại với Hạo Thiên Thế Gia, có thể lôi kéo. Hằng Nhạc chân nhân ngồi nhàn nhã thưởng rượu, truyền âm cho Diệp Đế Hào. Con hiểu rồi. Diệp Đế Hào mỉm cười, anh liếc nhìn Hoàng Đạo Công từ đầu tới chân. Người này trông rất giả hoạt, đầu tóc rối bời, đôi mắt chốc chốc lại hiện lên cái nhìn tà gian. Hình thái của ông ta trông có phần giống với Gia Cát Vũ. Quan trọng nhất đó là ông ta là tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên thực thụ. Phía bên này thấy Diệp Đế Hào nhìn mình như vậy, Hoàng Đạo Công cảm thấy mất tự nhiên. Ông ta chỉ sợ tên này không để ý nói nhầm ra nhầm mệnh lệnh thì mình sẽ mất mặt. Hoàng Gia Gia, đắc tội rồi. Diệp Đế Hào mỉm cười khẽ xua tay, giải cấm chế. Vừa dứt lời, rất nhiều sức mạnh được tạo ra bởi những tu sĩ mặt đang đè nén lên người Hoàng Đạo Công tản đi, khiến Hoàng Đạo Công thở phào. Lúc này ông ta không quên lau đi mồ hôi trên trán mình. Ta có thể đi rồi chứ? Hoàng Đạo Công ho hắng nhìn Diệp Đế Hào. Đừng vội mà. Diệp Đế Hào tươi cười để lộ ra hàm răng trắng sáng. Người hiếm khi mới tới được Nam Sở, đợi lát nữa chúng ta cùng uống vài chén. Thôi, ta về nhà uống vẫn hơn. Hoàng Đạo Công cười trừ. Nếu người nói vậy thì phong ấn lại tiếp cho ta. Hoàng Thiên Chân Nhân đúng là dạy được một người con ngoan. Khuôn mặt Hoàng Đạo Công đã tối đen như hòn than. Hạo Thiên Huyền Chấn đúng là dạy được một con người con ngoan. Khuôn mặt Hoàng Đạo Công đã tối đen như hòn than. Nếu không phải bị phong cấm thì ông ta sẽ không chần chừ mà xông lên giết chết tên đê tiện Diệp Đế Hải này. Làm nhiều thêm một chút, bao nhiêu đồ ngon thế này mà kìa, thật lãng phí. Diệp Đào bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Mẹ kiếp, tính khí cũng không vừa nhỉ. Diệp Đào gãi tai bước đi. Dù là giao tình qua lại, nhưng có một lúc một số thủ đoạn cũng rất cần thiết. Quan trọng nhất là anh sợ Hoàng Đạo Công ra khỏi cửa là chạy mất. Vì vậy anh chỉ có thể mặt dày lại lần nữa phong chế Hoàng Đạo Công. Đợi mọi việc xong xuôi cùng lắm là bị đánh cho một trận. Bị đánh mà có được thêm một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên thì cũng đáng. Người trung niên mặc mãng đào kia là Mộ Vân Ngạn, gia chủ nhà họ Mộ Vân. Diệp Đế Hào vừa sải bước đi liền nghe thấy truyền âm của Hàng Nhạc chân nhân. Người này cũng được, đáng để lôi kéo. Nhà họ Mộ Vân sao? Diệp Đế Hào đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt của anh dừng lại ở một người đàn ông trung tuổi mặc mãng bào. Ông ta rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra hỗn loạn, khí chất có phần giống với Hạo Thiên Huyền Chấn, đều có sự uy nghiêm và khí thế của bậc bề trên. Nam có Mộ Vân, Bắc có Hạo Thiên, đây chính là gia chủ Mộ Vân Thế Gia sao?
Diệp Đại Hào lẩm nhẩm, nói thực ra đây thì cũng là lần đầu tiên anh gặp được người có một văn thế gia. Ông ta từ phương xa chạy tới Nam Sở chúc thọ Linh Trần, chứng tỏ nhà họ Mộ Vân cũng không phải là nhàn rỗi. Diệp Đại Hào xoa cằm, cũng may vừa rồi ông ta không giống những kẻ khác đối đầu với ta, nếu không thì cũng thật là khó xử. Khi Diệp Đại Hào nhìn Mộ Vân Ngạo thì Mộ Vân Ngạo đang tĩnh lặng thưởng rượu cũng nhìn qua bên này. Hạo Thiên huyền chấn, ông đúng là có một nhi tử ngoan. Mộ Vân Ngạo thầm nghĩ trong lòng, có thể nhìn thấy trong đôi mắt nhìn xa trong trọc của ông ta rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí là có chút kinh hãi. Sư tổ, con và ông ta chưa quen nhau, người giới thiệu một chút nhé. Diệp Đại Hào thu lại ánh mắt, thầm truyền âm cho Hằng Nhạc chân nhân. Những người bị anh phong cấm ở đây đều có vai trò rất quan trọng, đằng sau bọn họ còn có thế lực thần bí, cố gắng lôi kéo mới là thượng sách. Người ở đằng trước bên góc trái con chính là trưởng lão thứ 9 của Nam Cung Thế Gia ở Bắc Sở, Nam Cung Chính. Hằng Nhạc chân nhân truyền âm, thế gia này vô cùng thần bí, tồn tại lâu đời, kéo dài tới thời đại Nguyệt Hoàng. Tiền tổ của nhà Nam Cung từng bình định thiên hạ, để lại truyền thừa. Hiện giờ mặc dù không được như xưa, nhưng gia tộc này cũng rất vững mạnh, nguồn gốc cũng không hề nhỏ. Diệp Đại Hào liếc nhìn, anh nhận ra một lão già tóc bạc đang vùi đầu khắc gỗ, không hề vì cảnh tượng rối loạn xung quanh mà trở nên hỗn loạn, giống như thể một lão gia hòa nhã dễ gần vậy. Tây Môn ở phương Đông, Bắc Chấn ở phương Nam, tứ đại thế gia của Đại Sở từng bám gót Nguyệt Hoàng trấn áp U Minh địa phủ. Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia và Bắc Chấn Thế Gia hiện giờ là liên minh với chúng ta, cố gắng lôi kéo Nam Cung Thế Gia vào nữa. Còn nhớ rồi, Diệp Đại Hào khẽ gật đầu. Lão già mặc y phục trắng ở phía Đông Bắc chính là trưởng lão thứ ba của Âu Dương Thế Gia, Âu Dương Hải. Bọn họ khác với Nam Cung Thế Gia ở chỗ tiên tổ của Âu Dương Thế Gia từng đi theo tám hoàng trấn áp quỷ tộc. Hoàng Nhạc chân nhân khẽ nhấp một ngụm rượu, tiếp tục truyền âm cho Diệp Đại Hào. Gia tộc này từng xuất hiện kẻ mặt cái thế, nếu như không có người này thì không có thiên tám hoàng. Kẻ mặt cái thế sao? Diệp Đại Hào nhớ mày. Sở Hải Thần Binh Âu, Âu Dương Vương. Sở Hải Thần Binh Âu Dương Vương. Diệp Đại Hào sững người gãi đầu. Đây là cái danh hiệu gì chứ? Sở Hải, có lẽ con từng nghe nói tới, nằm ở Nam Yến. Hằng Nhạc Tinh Nhân giải thích, năm xưa nơi đó từng xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến đó không phải là quyết chiến, nhưng là một trận chiến xoay chuyển thế cục. Thiền Tán Hoàng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, khi vào thời khắc then chốt đột phá lên cảnh giới thiên, đã một mình chặn lại cả Sở Hải, cứ thế chặn đứng đại quân của quỷ tộc. Vì Thiên Tán Hoàng đột phá nên đã tranh thủ được thời gian quý báu, đợi quân chi viện tới. Một người chặn lại đại quân của cả một điện xong. Kể cả là Diệp Đại Hào cũng không khỏi kinh ngạc. Tù sĩ của một điện mạnh đến mức nào, vả lại còn là cả một đạo quân. Với sức mạnh của một người mà chặn lại được, anh không thể tưởng tượng nổi Âu Dương Vương mạnh đến thế nào. Trận chiến đó khiến Âu Dương Vương nổi danh, nhưng cũng chết rất thảm. Ông ta đã thành công trong việc đánh chặn, khiến Thiên Tán Hoàng không thể tiến giới vào cảnh giới thiên, và cũng thành công đợi được quân chi viện tới, đánh lui đại quân của quỷ tộc. Hằng Nhạc Tinh Nhân chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói còn có vẻ cung kính. Nhìn về lịch sử Đại Sở, những tu sĩ dưới cảnh giới thiên không một ai phá được chiến tích của ông ấy. Đó chính là một kẻ mặt thông thiên, giống như thần binh cái thế. Truyền thuyết về thần binh Sở Âu, Sở Hải, Âu Dương Vương cứ thế mà được lưu truyền. Âu Dương Vương mạnh như vậy, vì sao không thể tiến giới cảnh giới gì, cảnh giới thiên ạ? Diệp Đào hiếu kỳ hỏi. Đó là vì phải xem ở cơ duyên. Hằng Nhạc chân nhân mỉm cười truyền âm, Thiền Tán Hoàng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, Âu Dương Vương ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, và đó là Vương Quỷ cũng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, chính là ba người có hy vọng thăng lên cảnh giới thiên ở thời đại đó. Thế nhưng Thiền Tán Hoàng lại có tạo hóa hơn một chút so với Quỷ Vương và Âu Dương Vương. Ông ta may mắn cũng có thể coi là thời thế tạo anh hùng. Cũng chính vì vậy mà những tiền bối này mới có Đại Sở của hậu thế. Nếu như để quỷ tộc thành công thì Đại Sở hiện giờ có lẽ khắp nơi thây chết thành núi, máu chảy thành sông rồi. Âu Dương Vương. Diệp Đại Hào thầm nhủ, trong lòng như giật sóng. Anh cứ thế mãi nghĩ và không quên liếc nhìn vào lão già mặc áo bào trắng đang khắc gỗ. Gia tộc từng có một kẻ mạnh như vậy, đó chính là niềm kiêu hãnh của nhà Âu Dương. Người đó quả thực rất mạnh.
Thái Hư Cổ Long đã lâu rồi không nói chuyện với Diệp Đại Hào. Tặc lưỡi lên tiếng: ngươi cũng biết sao? Diệp Đại Hào kinh ngạc nói thừa. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chín phần 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 của Diệp Đại Hào: ta chính là ký hồn, những việc mà ký chủ của các thời đại trải qua ta ít nhiều cũng biết một chút. Tiểu tử tên Âu Dương Vương đó quả thực rất mạnh, chiến tích của hắn đừng nói là đại sở mà đến cả chư thiên vạn vực cũng chưa từng có người thứ hai như hắn. Có một việc ta rất muốn hỏi ngươi. Diệp Đại Hào đảo mắt nhìn tứ phương, sau đó lại nhìn sang Thái Hư Cổ Long. Nam Minh Mặc Thù từng nói thời đại Chiến Vương và Huyền Hoàng thì người có tu vi cao nhất ở cảnh giới Hoàng, còn người có tu vi cao nhất ở thời đại Thiên Tán Hoàng lại ở cảnh giới Thiên. Sao ta cảm thấy tu vi cao nhất ở đại sở này lại có sự khác biệt như vậy chứ?